Rồi, xin thưa bà con, bắc bên đây là đường Nguyễn Thị Trung nè. Hồi xưa ở đây là chợ Gia Bò. Ở đây hồi đó có cái cổng chợ, chợ ở đây là gọi là chợ Nguyễn Thị Trung. Cái chợ năm xưa bây giờ nó không còn cái chợ nữa. Đây, bà con bác xem lại nè. Bây giờ nó trở thành, nó cũng là con đường mà nó nhỏ như con hẻm vậy đó. Hồi đó hai bên đây là chợ không à bà con. Chúng ta đang đi trong một cái ngôi chợ hồi xưa. Mà nó dẹp từ lúc nào thì ba mấy cô không nhớ nha. Bà con có bác nào còn nhớ là cái chợ này nó dẹp lúc nào không bà con? Chứ hồi xưa cái chợ này nó sầm uất lắm. Lò heo quay Hiếu Ký. Ồ, đây có cái lò heo quay nữa. Ở đây nó tiếng Tàu không bà con? Bà con có bác không? Người dân Sài Gòn á, ngồi ở nhà là có người ta bưng tới ăn. Không có giống như ở nước ngoài đâu. Nước ngoài bà con xin thưa bà con bắt ngồi ở nhà mà có người giao tới cho bà con bắt ăn kiểu đó đó. Nhiều khi nó cái tiền mà nó giao nó còn mắc hơn cái tiền mà bà con bắt ăn cái tô hủ tiếu đó. Nhưng mà ở Việt Nam mình đó là chiều khách dữ lắm. Bà con bắt đầu với phone một cú một cái là họ chạy tới họ giao liền. Còn nước ngoài bà con bắt sẽ không khó đâu. Với lại thêm một điều nữa, mình là ăn những cái món người Việt của mình nè bà con. Mình ở Việt Nam thì người Việt mình, cho nên bà con bắt đi ra bất cứ cái chợ nào cũng có. Thậm chí nếu không cần đi chợ, không cần đi siêu thị, bà con bắt ra tiệm tạp hóa cũng có. Nhất là những món ăn mà nó liên quan, nói chung mình ở xứ sở của mình mà. Khắp nơi bà con bắt ăn là có, ăn là có. Nhưng mà thương cho những người Việt mình xa xứ lắm bà con. Để mà ăn những cái món ăn của người Việt á, phải chạy đi xa lắm, ra chợ người Việt. Thậm chí xin thưa với bà con cô bác, những cái món ăn mà rau củ quả bình thường á, người Việt của mình ở nước ngoài đôi lúc cũng phải tiết kiệm dữ lắm nha bà con. Họ đi so sánh từng đồng. Thiệt, đi so từng đồng luôn bà con. So từng đồng như thế nào, tức có nghĩa là có ở đó nó có rất nhiều cái siêu thị, nhưng mà ở Việt Nam mình gọi là siêu thị, chứ thật ra ở nước ngoài ta gọi là chợ. Đây con đường Nguyễn Nhân Đừng nè bà con. Đường này hồi xưa ngay đây là cái trường sinh ngữ quân đội Đồng Khánh nè. Rồi sau này ở đây bị đánh bom, thành thử ra sau này dời về Tây City luôn. Đây con đường Nguyễn Văn Đừng. Cộng đồng người Việt ở nước ngoài mình á là nói chung là ăn uống cũng phải tính toán dữ lắm bà con. Thậm chí là tính đến nỗi là tự nhiên là giá thực phẩm đi từng siêu thị này, từng siêu thị kia. Ở nước ngoài nó sẽ có một cái thứ này nè bà con. Có siêu thị cái món này nó rẻ. Có những siêu thị nó sẽ món này nó mắc hơn chút. Nó cân qua đông lại, đếm qua đếm lại. Chứ không phải là món nào nó cũng rẻ đâu nha bà con. Ở Việt Nam mình thì ba mẹ cô không có đi chợ thường xuyên, ba mẹ cô không biết. Nhưng mà thường á, hay vợ chồng ba mẹ cô đi vô là mình thấy cái siêu thị đó là mình thích rồi mình mua siêu thị đó thôi. Còn cái tiện mà mình chạy từ siêu thị này qua siêu thị khác, cái tiền xăng nó cũng như vậy đó. Nó mệt lắm cho nên không đi. Nhưng mà ở nước ngoài xin thưa với bà con bác, một người Việt Nam mình sống ở nước ngoài á, họ phải đi rất nhiều cái siêu thị. Có nhiều cái lý do bắt buộc họ phải đi nhiều siêu thị. Thứ nhất, siêu thị này nó không có món hàng của mình muốn mua là một. Thứ hai, cũng là siêu thị này có hàng mình muốn mua nhưng mà nó ở đằng siêu thị đằng kia nó rẻ hơn thì mình sẽ chạy qua siêu thị đằng kia. Cho nên một lần mà đi chợ đi 2-3 cái siêu thị là chuyện bình thường nha bà con. Tính toán đến từng đồng vậy đó bà con. Chứ không phải là như bà con có bác ở Việt Nam cứ nghĩ rằng trời ơi siêu ở Mỹ hay là ở nước ngoài giàu lắm, ôi sướng lắm. Không có đâu bà con. Tại vì họ lâu lâu họ về Việt Nam mình nó 2-3 tuần thì họ gom góp cả mấy năm trời, họ gom góp để dành tiền sau đó về Việt Nam. Thì bà con có bác thử tưởng tượng đi, tiền của họ để dành mấy năm, họ về họ xài trong vòng 2-3 tuần thì đương nhiên là nó sẽ khác. Nhưng mà khi mà cuộc sống của họ bên bển thì nó khác liền rồi bà con. Giống như mình đi giờ ba mấy cô này, bây giờ bà con có thấy không, cuộc sống của những người công nhân á, công nhân ở Việt Nam, bà con thấy không, ở Sài Gòn nè bà con có thấy họ sổ không, người Sài Gòn nhìn vô thấy sổ phía bà nội luôn á. Ở nhà trọ, không phải ở nhà mình nữa, phải ở nhà trọ.
À, dù rằng là trong nhà trọ đó sẽ có phòng này, nó có toilet, có để xe đầy đủ, ok hết. À, ở nhà trọ đi làm thì đi làm công nhân, à, nhưng mà họ sẽ để ráng, họ để dành dụm tiền bạc. Ở đây là nhà hàng Đồng Khánh nè bà con, nổi tiếng một thời đó. Đó, thì xin thưa bà con bác, cuối năm nè, sắp tới nè, họ đi về quê nè. Ở dân ở dưới quê họ nhìn thấy họ trội giàu quá. Ở dưới quê hả, hỏi ở lên đây làm lương tháng nhiêu? À, à, lương tháng có 14, 15 triệu à. À, trời ơi, dưới quê là coi như là té lửa rồi. Xin thưa bà con bác, dưới quê làm gì mà làm lương tháng 14, 15 triệu? Trời ơi, nó lên Sài Gòn nó ngon lắm, nó lên Sài Gòn á. Nó làm trên Sài Gòn á. 14, 15 triệu một tháng. Rồi thưởng 2 tháng rồi thưởng mấy chục triệu. Trời ơi, mỗi lần Tết về quê nghe đã lắm. Trời ơi, ngon quá. Đây bệnh viện An Bình nè bà con. À, rồi hàng tháng trời ơi, con tôi nó đi lên Sài Gòn nó làm việc, nó gửi tiền về cho tôi tháng mấy triệu. Ở dưới quê tháng mà 3 triệu 4 triệu là thấy ngon lành rồi đó. Cha mẹ nào mà có con gửi tháng 3 4 triệu thôi là đủ ăn rồi. Ngon luôn á. Tại vì xin thưa bà con có biết sao không? Dưới quê cơm rau vườn rồi nuôi cá nuôi gà tùm lum hết rồi, đâu có xài tiền nhiều bà con, chỉ có tiền mua gạo mua đồ thôi. Ừ, đó thì dưới quê lên Sài Gòn ngon, nhưng mà mình ở Sài Gòn mình nhìn thấy những người công nhân đó mình nói họ ngon không, sao ngon được, thì cũng giống vậy bà con. Người Việt Nam mình ở nước ngoài, ở mình ở trong nước mình nhìn ra trời ơi bên đó ngon quá, đi xe hơi rồi đi siêu thị này nọ, nhưng mà bà con đâu có biết cái cảnh rằng là những người bên đó họ ăn, họ không dám đi ăn nhà hàng đâu nha bà con. À, giống như công nhân ở dưới quê mà lên tỉnh, lên Sài Gòn này, có bao giờ đi ăn nào hàng đâu. Họ phải tự nấu ăn, à, mua đi ra chợ, mua đồ ăn rồi. Những người công nhân á, họ đi chợ họ không dám vô siêu thị mua đâu bà con, họ phải đi ra mấy cái khu chợ ngoài lề đường, giống như cái đợt bữa nào ba mẹ cầu chở bà con bắt đi, à, bán mà phải mua theo số lượng nhiều. À, thì ở bên nước ngoài cũng vậy bà con. À, một tuần đi chợ một lần rồi bắt đầu mua, kiếm họ so sánh từng sen luôn bà con. À, từng cái món lớn món nhỏ rồi cái này giá tiền sao là họ mua về họ trữ rồi họ ăn tuần, họ phải nấu ăn đó. Thì cũng giống vậy bà con, dưới quê lên Sài Gòn làm công nhân thì cũng giống như dân Sài Gòn đi qua nước ngoài đi làm hãng xưởng, y chang nhau, không có khác gì hết, nó khác nhau về giá trị tiền thôi. À, rồi nhưng mà sống đâu quen đó. À, ở Sài Gòn thì giá trị nó sẽ khác với giá trị đó dưới quê, rồi giá trị ở bên nước ngoài nó sẽ khác với giá trị Sài Gòn. À, đồng lương nó cũng thế mà khác, nhưng mà làm đồng lương đó mà sống ở xứ đó cũng không có dư giả đâu bà con. À, nhưng mà họ phải dành dụm chắc chiêu để hàng tháng gửi tiền về cho ba mẹ ở dưới Việt Nam nè, rồi lâu lâu phải để dành thêm tiền nữa để chi, để lâu lâu vài ba năm cái làm chuyến đi về quê. À, về quê ở 2-3 tuần gì đó thì bắt đầu mình xài, thì người trong nước mình thấy trời ơi, xài gì mà ngon quá vậy, xài gì mà sáng vậy, tại vì mà xịn quá vậy, nó khác lắm bà con. Rồi xin thưa với bà con cô bác, à, có giống như bà con cô bác thấy không, bây giờ làn sóng có nhiều làn sóng lắm, à, Việt kiều ở nước ngoài, thì xin thưa với bà con cô bác, Việt kiều ở nước ngoài thì đổ về Việt Nam sống bây giờ có nhiều lắm. À, bà con cô bác lên mạng coi đi, Việt kiều ở nước ngoài về đang về Việt Nam sống nhiều lắm. Rồi thêm một cái nữa, những người dân tỉnh lên Sài Gòn nè, bây giờ đổ về tỉnh lại. Tại sao có chuyện đó xảy ra bà con? À, nhất là bà con bác thấy ông Trump không? Ông Trump kỳ này ông lên đó, ông làm căng lắm. Ông chưa lên tổng thống thôi mà ông nói cái ngày đầu tiên lên là ông sẽ trục xuất 11 triệu người nhập cư bất hợp pháp rời khỏi nước Mỹ đó bà con. Mà một quốc gia nào mà không nhận người của họ về á, là ổng sẽ cắt ban giao, à, cắt ban giao rồi ổng tăng thuế. Bà con bác thấy khủng khiếp chưa? Đừng có giỡn với ông Trump.
cộng đồng người Việt của mình ở Cali, nhất là ở Cali đó, xin thưa bà con bác, không có ưa gì ông Trump á. Như ba Michael đã từng nói đó, cộng đồng Cali là thủ phủ của đảng Dân Chủ mà. Thì tại vì sao? Ở Cali là một cái nơi mà coi như là một cái tiểu bang mà người nhập cư bất hợp pháp nhiều nhất nước Mỹ á bà con. Nghe nói đâu là tên hơn 2 triệu người nhập cư bất hợp pháp ở đó. Khiếp không bà con? Nghe là thấy khủng khiếp, nghe là thấy rụng rời luôn mà phải không? Hình như là còn Texas cũng có nha, rồi Florida cũng có nè, đó. Nhưng mà thật ra mình nói với người Việt mình thôi, chứ thật ra cái người cộng đồng mà nhập cư mà bất hợp pháp nhiều nhất á ở Mỹ á, không phải là người Việt mình đâu, mà người Mỹ đó bà con, đó, người Mỹ hoặc là mấy nước Nam Mỹ á, Trung Mỹ, vòng vòng ở trong bang Mỹ á, nó qua mới nhiều. Chứ thật ra người Việt mình đâu có bao nhiêu à, nhưng mà Việt Nam mình cũng bị ảnh hưởng. Nghe nói là tới 70 mấy nước nhập cư bất hợp pháp đó mà. Thì đợt này ông Trump lên là ông dự đoán là ông sẽ làm sạch sẽ luôn mà. Ông này lên ông công nhận ông làm cái ghê quá. Đây là tiệm phở đâu Kho Nguyên đây nè. Nhưng mà mình làm ăn, nói chung là nhập cư bất hợp pháp thì bắt buộc phải đi về thôi. Ví dụ như là ông nói là những người phạm tội như là nặng á, như là liên quan đến mạng người nè, hoặc là những cái gì mà liên quan đến gây nghiện á, đó, là ông không cho sống cho đất nước Mỹ. Họ phải trở về, đúng các bạn ơi. Cho dù là có quốc tịch luôn nha bà con, nghe nói là như vậy đó. Rồi đầu tiên thứ hai lên nữa là ổng còn nói là ổng cắt luôn cái vấn đề mà gọi là auto quốc tịch đó bà con. Có nhiều người đó, nhập cư bất hợp pháp rồi đó sinh con ở trên nước Mỹ, thì theo luật hiến pháp của nước Mỹ bà con ha, sinh ra ở trên đất nước Mỹ là mang quốc tịch Mỹ, dù ở trên vùng không phận hay dưới biển luôn nha bà con. Biển sao trên lãnh thổ nước Mỹ là sẽ auto mang quốc tịch Mỹ. Ông này ổng lên ổng đầu cắt luôn. Không có cái chuyện mà người nhập cư lậu mà vào Mỹ rồi để sinh con, rồi bắt đầu là con cái họ là có quốc tịch, rồi để sau này bảo lãnh họ qua. Ông xử luôn, bà con bác thấy không? Ông này ông ghê gớm không? Rồi xong, đậu quậy nè. Đó, lập biên bản phạt rồi đó bà con. Rồi xong. Mày ở đây là nó cho đậu, nhưng mà đậu ngày chẳng ngày lẻ nha bà con. Đây có cái chùa nè, ba mày gò chủ yếu thì chạy vô đây cho bà con quá cái chùa Vạn Phật nè, không biết đây có làm lễ gì không. Đây nổi tiếng là auto sinh xăm công nghệ 4.0. Hôm nay cũng vắng ha. Chùa này hôm nay cũng vắng. Ở đây có máy sinh xăm nè bà con. Đi quê. Vậy xin thưa với bà con bác, còn những người mà ông nội này lớn, ông nói chung ông Trump này ông lên ông làm ghê quá. 11 triệu người nha bà con, trục xuất 11 triệu người. Thật ra dư luận đang để quan tâm đến nhất hai cái vụ việc ở Mỹ nha bà con, khi mà ông Trump này ông lên ông đắc cử tổng thống. Vụ việc đầu tiên đó là ông giải quyết những người nhập cư, mà người dân Mỹ lại là quan tâm đến vấn đề nhập cư này lắm. Tại vì khi mà những người nhập cư này vô là họ bị mất việc làm bà con. Họ bị mất việc làm. Mà nhiều người ta nói á, 11 triệu người di cư bất hợp pháp này mà bị trục xuất á, thì sẽ ảnh hưởng đến công việc của làm ở Mỹ nhiều lắm nha bà con. Tại sao ảnh hưởng? Tại vì có một số ngành nghề bây giờ bị thâm hụt lao động. Thì bây giờ cái khoảng trống 11 triệu người này đó thì họ sẽ giải quyết như thế nào? Nhưng mà đối với ông Trump chuyện đó không sao cả. Dân Mỹ đang thất nghiệp mà. Nhưng mà nó nằm ở cái chỗ này bà con, dân Mỹ thất nghiệp. Nhưng mà tại vì bà con, cô bác không có biết đâu, có những cái ngành nghề người Mỹ nó không có làm bà con. Giống như người mễ, người đồ, mấy người đó qua dân nhập cư lậu, cái gì họ cũng làm được.
có những cái nghề mà bà con cô bác tưởng tượng đi đó, nó nặng nhọc mà nó cực khủng kinh luôn á, nhưng mà họ sẵn sàng họ làm, mà con tại vì sao? Cái đồng tiền ở trên Mỹ và đồng tiền đất nước họ nó chênh lệch nhau nhiều quá đó. Họ sẵn sàng họ làm bất cứ thứ gì, ngoài nắng ngoài mưa ngoài sương ngoài gió họ vẫn làm luôn bà con. Họ không có nề hà chuyện đó, nhưng mà người Mỹ không làm được. Thì nếu mà làm như vậy thì mà sau này 11 triệu người này mà nó thâm hụt đi, dân Mỹ mà vô làm đó thì đương nhiên là lương nó phải tăng lên. Giá lương tăng lên thì mọi thứ tất cả đều tăng lên, thì người ta lại nói rằng là dễ dẫn đến lạm phát. Và ổng còn hăm dọa luôn là ổng dẹp luôn cái cơ quan FED luôn mà con. Đó là cơ quan mà là điều hành chính sách tiền tệ của Mỹ mà không bị ảnh hưởng bởi chính trị đó bà con. Ông nói cơ quan này mệt quá, dẹp luôn. Ông này ông lên ông ghê không bà con. Nhưng mà để dẹp được cơ quan đó thì phải thông qua Quốc hội. Nhưng mà cũng có thể làm được nha bà con. Bởi vì sao? Bây giờ khi mà ông Trump lên là hạ viện, thượng viện gì ổng nắm hết bà rồi. Đó. Thì một cái chính sách gì ổng làm là có thể sẽ được thông qua nhanh chóng nha bà con. Tại vì muốn bỏ được cái cơ quan FED đó thì đầu tiên là phải qua Quốc hội. Mà Quốc hội thì có gì? Hạ viện, thượng viện. Mà bây giờ hai cơ quan này là người của đảng Cộng hòa nắm đa số rồi. Đó, ông này lên người này là nó còn dữ dằn hơn cái lần trước nữa. Thấy khủng khiếp không bà con? Đây là chợ Hòa Bình. Rồi bây giờ mình quay về vấn đề ở trong thành phố mình nè. Có nhiều người nói rằng bây giờ là có làn sóng bà con quá không? Có một cái làn sóng là giờ người tỉnh bây giờ là về tỉnh, rời khỏi Sài Gòn, rời khỏi thành phố. Đó, nhiều người lo lắng là giờ vậy là sẽ thâm hụt lao động rồi nền kinh tế của thành phố là sao. Nhưng mà xin thưa bà con bác, chưa chắc đâu bà con. Đây là cơ hội để cho thành phố mình chuyển mình đó bà con. Bên đây hồi xưa là hãng bánh kem bánh răng Hinot nè. Ông bảy già già đó, ông cứ Hinot cha 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 đó. Thiệt, ba mày gọi nói thật. Thật ra dân Sài Gòn không đông. Và thành phố đủ sức lo được cho người dân thành phố mình đó bà con. Nhưng mà tại vì dân hầu như là hai cái thành phố lớn Hà Nội với lại Sài Gòn là hầu như là bà con quá không, dân tỉnh đổ về đông lắm. Và đông quá thì nó mệt. Bây giờ đưa về các tỉnh, đưa ra các khu công nghiệp tỉnh thì bắt đầu người dân tỉnh họ đâu còn có cơ hội làm việc ở thành phố ở đâu. Tại vì mấy khu công nghiệp nó đi rồi thì nó sẽ không cần tuyển người nữa đó, thì thế là họ sẽ về tỉnh của họ. Họ với tỉnh thì bắt đầu là phát triển những cái khu công nghiệp đó, thì họ sẽ làm tại tỉnh nhà luôn, chứ đi lên Sài Gòn chi mất công tốn tiền thuê nhà trọ này nọ đó. Rồi trên cơ hội đó thì thành phố mình sẽ chuyển mình nha bà con. Như ba mẹ cậu đã từng nói bà con bác đó, định hướng sắp tới đó là về mảng du lịch, dịch vụ á, dịch vụ và công nghệ cao. Hai cái mảng này là hai cái mảng tiền nhiều lắm. Nội cái mảng mà dịch vụ thôi, bà con bác thấy Thái Lan không? Nền kinh tế của nó khủng khiếp không? Nó chỉ dựa vào đâu? Nó làm sao mà biển nó đẹp bằng biển Việt Nam mình? Thái Lan đó. Rồi đất nước nó làm sao mà có rừng vàng biển bạc như là ở Việt Nam mình? Đúng không bà con? Nó làm sao? Thái Lan mà mày gọi nó thật, Thái Lan nó không có cái cửa gì mà nó so với Việt Nam mình đó. Nhưng mà tại sao làm tốt? Tại vì nó đã đi định hướng đúng hướng ngay từ ban đầu đó, dịch vụ cho nên bà con bác không? Hầu hết từng lớn cái tiền của bên Thái Lan là gì? Dịch vụ. Dịch vụ du lịch không? Bây giờ ngành du lịch mà nó trao đảo một cái là Thái Lan nó trao đảo liền á. Rồi thành phố mình sao? Biển có không? Có biển. Núi có không? Có núi. Ủa? Thành phố mình có núi không ta? Cái này không biết. Hình như là thành phố mình không có núi mà ta. Có biển thôi chứ không có núi à. Thôi giờ quay về đường phố nè, không kể là chuyện linh tinh lang tang nữa đó bà con. Quá không, quá trời đông luôn.